Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Trong video này mình sẽ giới thiệu với anh chị một cái cây thước rất là nhiều chức năng. Thật sự nó là một cái cây thước tuyệt vời. Mình dùng trong cái ngành gỗ là chủ yếu, hoặc là những cái việc xây dựng dân dụng, hoặc là mình sử dụng tại nhà cũng có rất là nhiều cái hay. Đây là cây thước có nhiều chức năng, thì mình sẽ mô tả từng chức năng trong cái video này để mấy anh chúng ta tham khảo cũng như mình mua về cho nó dễ dàng sử dụng. Xem về ngoại hình thì nó có cho mình là một cái túi để mình đựng cây thước này. Một cái cử nè, 2, 3, 4, 5, và một cây thước. Cây thước này tổng chiều dài của nó là 40 cm. Cây thước dài 40 cm. Nó làm bằng inox. Inox cho nên rất khó bị rỉ sét. Và những cái mực số trên đây nó là khắc laser lõm xuống, cho nên cái số này sẽ không có bị bay mờ và nó cũng bền trong quá trình mình sử dụng. Tất cả đều được khắc lõm xuống. Những con số này nó nhuộm cái màu lên, nhưng mà thời gian bay thì không sao, tại vì cái số nó khắc lõm nên mình nhìn rất là rõ ràng. Và nó khắc rất là sắc nét, không có bị lem. Thước này có hai mặt luôn. Và nó chiêu đều khoảng cách. Ở đây là cái tâm giữa. Và đi quanh đây, qua bên trái là 20 cm, qua bên phải là 20 cm. Đó là về cái mảnh thước. Cái cử ốp dài này nó là bằng nhựa và nhựa cứng, có những cái lằn và cái xương sống để không có gãy, không có bị gãy, rất là cứng. Một mặt của thước thì nó cũng khắc lõm xuống luôn. Tất cả đều được khắc lõm xuống, cho nên xài rất là bền, nó không bị phai màu. Nó khắc lõm và những con số làm rất là rõ ràng. Cái bảng thứ hai, đây là những cái cử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham khảo qua cái chức năng đầu tiên của nó. Nếu mà chúng ta treo tranh hoặc là cần canh ở cái độ đều hai bên, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ cử này đầu tiên. Đắp nó vô, nó có cái khe. Rồi chúng ta đẩy nó vô. Ví dụ như cái tranh của mình nó nhỏ vậy thôi, và mình canh trên tường sao cho cái nó đều trọng lực, thì lúc này từ không nè, mình muốn cho mỗi bên nó chịu là 10 cm, thì chúng ta sẽ chốt lại 10 cm ở bên vị trí này. Nó có một cái lằn thể hiện nè, chỉ thấy cái cử màu vàng nó có cái lằn, thì mình chỉnh cái lằn đó ngay cái số 10, chúng ta siết lại là xong. Đây là mình khoan đều, mình canh đều. Đây cũng vậy luôn, 10 cm, ta siết lại. Mỗi một cái cử nó đều có một cái lỗ tròn, thì mình sẽ kiếm cái bút chì hoặc là cái cây bút hoặc là cái đồ lấy dấu nào đó, nó vừa cái vòng tròn ta xuyên qua, chúng ta đánh dấu ở phía dưới, rồi mình lấy cái thước ra và mình khoan. Như vậy thì từ cái điểm số 0 này mình bật một cái, nó sẽ đều hai bên, và nó gọi là cân bằng lực giữa hai bên. Đó là cái chức năng thứ nhất, mình có thể sử dụng được cả hai mặt luôn, nó đều giống nhau. Rồi đó là chức năng thứ nhất ha. Cái chức năng thứ hai là nếu mà chúng ta muốn vẽ một cái đường thẳng từ cái bên cạnh chuẩn, thì mình sẽ sử dụng cái cử này. Cái cử này ở đây nó có một cái con lắc 90 độ L nè, mình có thể điều chỉnh được. Đầu tiên thì mình sẽ để cái này nó cặp sát vô, chúng ta siết lại. Sau đó chúng ta sẽ để cái thước vô. Siết lại. Rồi mình xoay cái này ở góc 90 độ. Như vậy thì cái cạnh L này nó sẽ gá vô cái mặt bên cạnh của nó. Và chúng ta chỉ việc đẩy và kéo. Mình cũng có cây bút nào mà vừa cái lỗ này, chúng ta sẽ vẽ. Đó. Rồi mình có thể vẽ cùng lúc là hai đường, một khoảng cách luôn. Ví dụ như cái từ đây đến đây là cách nhau là 10 cm, từ đây đến đây là 20 cm. Đó thì mình sẽ cặp cặp lề và chúng ta vẽ.
rất là đơn giản. Đó là cái chức năng thứ hai. Cái tính năng thứ ba, nếu mà mấy anh mình sử dụng cái cặp cạnh lề mà ở khoảng cách là dưới 20 xăng thì chúng ta sẽ sử dụng đơn thuần cái cử bộ cử màu vàng này thôi. Chúng ta xiết lại, ở đây nó cũng có cái lỗ để mình cặp mình vẽ nè. Chức năng tiếp theo là mình sẽ vẽ được cái đường lưới, dù đường lưới dọc và ngang, thì mình sẽ kết hợp giữa hai cái cử như thế này ghép lại với nhau. Thăm màu vàng thì mình sẽ xác định coi là cái khoảng ngang này nó bao nhiêu, mình sẽ chỉnh, mình sẽ chỉnh cách này, mình nhớ nó ra, đẩy nó vô, đó, chúng ta xiết nó lại, đó là cái chiều rộng này nó bao nhiêu, thì chúng ta xác định xong. Rồi cái chiều ngang như thế này, chiều cái đây là mình đang xác định cái khoảng chiều dọc xuống ha. Rồi bây giờ chiều ngang nè, mình sẽ điều chỉnh cái này. Như vậy thì mình sẽ vẽ được một cái khung theo như mình mong muốn, rất là hay và tuyệt vời. Rồi mình sẽ mô phỏng ví dụ như một cái đường lưới ngang qua như vậy. Và cái khoảng cách của nó là một khung to, một khung nhỏ. Và tiếp theo là cũng bằng luôn. Dù từ đây xuống đây là 10 xăng nè. Khoảng cách giữa các khung to là 10 xăng. 10 xăng, đây 10 xăng. Chúng ta xiết lại. Rồi sau đó mình sẽ tới cái khung nhỏ là 5 xăng. Và tiếp theo một khung to là 10 xăng. Và cứ như vậy chúng ta sẽ kẻ được một cái đường lưới theo như mình thiết kế. Rất là hay. Và nó sẽ rất là thẳng tắp từ trên xuống dưới luôn. Cái đỉnh trên đây mình sẽ quẹt đây một cái. Rồi ở đây mình vẽ một cái bút chấm qua một cái. Ở đây mình vẽ một cái bút chấm qua một cái. Đó là cái chức năng hay của cái thước này. Và cái chức năng cuối cùng, mấy anh nào mà mình làm bàn mà muốn cho bốn cái chân nó ở giữa khoảng cách đều, thì ngày xưa mình có thể làm rất là nhanh, là theo kinh nghiệm là mình đo. Bây giờ mình có cái thước này sẽ làm cái cử chuyên biệt luôn. Ví dụ như cái chân là nó nằm ở vị trí này là cách đều nhau là 10 xăng, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây là 10 xăng. Mình sẽ sử dụng cái chân đây luôn, cái cử này kết hợp vô, mình cũng sẽ để ở vị trí là 10 xăng luôn. Cái này là cái cử để mình chặn ở phía trên nè, cho nó bằng cái mí đó. Rồi mình đẩy cái thước này lên, cỡ xiết lại. Thì khoảng cách từ đỉnh trên đây xuống ở đây mình xác định là 10 xăng. Ở đây mình cũng xác định là 10 xăng luôn. Đó, mình cũng xác định là 10 xăng luôn. Vậy công việc còn lại của mình là gì? Đó là mình chỉ cần cặp ở cái góc thôi là nó sẽ xác định đúng cái vị trí mình mong muốn. Nhớ mình xoay lại ha, chọn góc 90 nè. Rồi để vô. Rồi ở đây nó có cái lỗ nè. Ở đây có cái lỗ, mình chấm một cái. Đó, rất là đơn giản. Rồi sau đó mình xuống đây. Nó cũng có hai mặt nha, cái thước này nó có hai mặt. Chúng ta để vô cái cạnh này. Rồi áp cạnh này vô. Rồi ở đây mình chấm cái lỗ. Thì tất cả bốn góc nó đều cùng một vị trí. Mấy anh chúng ta bắt đầu lấy cái chuẩn đó mình thao tác làm chân thì bao chuẩn. Ngoài ra nó còn sử dụng được những cái công việc khác tùy theo cái lúc mà mình cần. Cái thước này rất là đa dụng, mấy anh chúng ta nên trang bị ở nhà mình một cây. Và cái thước đa chức năng như thế này thì Shop Tool đang bán mức giá là 230.000 đồng một cây, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Cái này mình mới về mẫu thì chỉ có được 2-3 cây thôi, cho nên mấy anh mình có nhu cầu thì chúng ta đặt hàng nhanh nha. Lâu sau về chắc nó cũng hơi lâu, cũng phải 2-3 tuần, nhưng mà mình sẽ đặt hàng cái này về nhiều, tại vì thấy nó quá là hữu ích cho cái công việc của mình. Xin nhắc lại, cây thước nhiều chức năng như thế này, cái thước màu vàng nhiều chức năng, giá bán là 230.000 đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Hình thù như thế này, mấy anh mua về nó sẽ y chang như vậy. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258.
hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.